Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm Hoa Kỳ tin từ Hà Nội. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã xác nhận Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm Hoa Kỳ. Trước đó, vào ngày 23 tháng 2, Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã trình quốc thư lên Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Ông Phạm Quang Vinh đề nghị hai bên chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới, coi chuyến thăm này là một bước quan trọng trong thời gian 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong buổi tiếp đại sứ phạm quang vinh sau lễ trình quốc thư tổng thống barack obama có gặp ông vinh và gia đình tổng thống obama nhấn mạnh quan hệ giữa việt nam và hoa kỳ nhất là trong các lĩnh vực kinh tế an ninh hàng hải biến đổi khí hậu và môi trường giáo dục và quyền con người trong thời gian qua đã có những bước tiến triển tốt hơn quan hệ chính trị ngoại giao được đẩy mạnh với một loạt cuộc họp viếng thăm giữa các cấp hai nước Quan hệ kinh tế tiếp tục là điểm quan trọng. Hoa Kỳ là đối tác kinh tế và thị trường xuất cảng hàng đầu của Việt Nam, với trị giá là khoảng từ 35 đến 36 tỷ Mỹ Kim trong năm 2014. Thời gian tới, thì về song phương, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa trong chín lĩnh vực ưu tiên, từ chính trị đến kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, giáo dục và các vấn đề khác. Trước đó, bên lề Hội nghị Quốc tế Việt-Mỹ ở Hà Nội ngày 26 tháng Giêng, tiến sĩ Murray Herbert, Phó giám đốc của tổ chức nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế và nghiên cứu chiến lược cho biết, Washington đang xúc tiến đưa tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam trong năm nay, dù tin này chưa được xác nhận chính thức. Trong khi đó thì từng đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius cho biết, ông ta lạc quan rằng tổng thống Obama sẽ sang thăm Việt Nam trong năm nay, dù ông ta chưa thể xác nhận bất cứ điều gì trong lúc này.